bài toán về đếm số hình vẽ. Hôm trước chúng ta đã làm một dạng toán hình học, đó là dạng toán liên quan đến tỷ số. Thế đây có một số bài nữa là bài về đếm hình. Nói là đếm nhưng thực ra không phải là cứ cứ ngồi mà đếm 1 2 3 4 thì nó cũng không phải là như thế. Thế thì đây ta sẽ điểm qua về chút về một số dạng hay gặp, và hôm sau ta sẽ luyện, có thời gian ta sẽ luyện tập thêm. Đây ạ. À, chúng ta xét cái bài thứ nhất là bài số 3 trong đề thi thử số 7 của chúng ta. Người ta cho một cái lưới ô vuông như thế này. Hỏi rằng tính số hình vuông trong hình vẽ. Thế thì đầu tiên chúng ta hình dung một điều là các hình vuông trong hình vẽ này thì có hình vẽ chiếm một ô vuông nhỏ, hình vẽ chiếm 4 ô vuông nhỏ là cạnh bằng 2 đấy đúng không ạ? Và hình vẽ chiếm 9 ô vuông nhỏ nó gồm 3 loại. Thế trên lưới này có dạng 3 nhân 4 thì số hình vuông cạnh bằng cạnh của hình vuông nhỏ nhất chính là hình vuông nhỏ đây ạ. À. Đơn vị nhỏ nhất là ta sẽ đếm. Trên một hàng ngang này có 1 2 3 4 và có 3 cột dọc 1 2 3, như vậy cho có 3 nhân 4 bằng 12 hình. Rồi. Số hình vuông có cạnh bằng 2 đơn vị, nghĩa là nó gồm 4 ô vuông nhỏ. Thì trên hai hàng ngang là ta kép được một hình vuông này, ta chia dịch sang trái để hai hình vuông. Bên này là ba hình vuông và chia dịch xuống dưới một lượt một hai ba nữa là sáu. Như vậy công thức này sẽ là gì, vì nó mất đi một, thêm đi một ô nữa, giống như bài toán trồng cây thì ta lý giải sang nhé, có bao nhiêu khoảng cách ở giữa thì có 4 trừ 2 cộng 1 theo hàng ngang và 3 trừ đi 2 cộng 1 theo cột dọc, và sẽ có 4 trừ 2 cộng 1 cái bằng 3, 3 trừ 2 cộng 1 cái bằng 2, 3 nhân 2 bằng 6 hình. Cạnh bằng 3 chính là 9 ô vuông đấy ạ. Ta đếm về thực tế thì có 2 thôi. Và công thức của nó cứ giống như thế. Cạnh bằng 3 thì số khoảng cách này sẽ là 4 trừ 3 cộng 1, số khoảng trống, nhân 3 trừ 3 cộng 1 là bằng 2 hình. Tất cả số hình vuông là 20. Thì cái này qua một bài này tương đối đơn giản ở trong đề số 7, và qua cách đếm và kiểm nghiệm trên thực tế hình dung khoảng cách thì chúng ta sẽ rút ra được cái công thức của chúng ta đây ạ. À, nếu lưới lưới có m nhân n, số hình vuông cạnh bằng a đơn vị sẽ là m trừ a cộng 1 nhân với n trừ a cộng 1. Rồi các bạn chiếu bài vào cho ta sẽ ghi lại công thức trước khi thầy chuyển sang bài mới. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Các bạn cứ ghi lại cái chú ý này vào. Và lần sau thì chúng ta sẽ dùng cái chú ý này. Ở đây rõ ràng là A nó phải nhỏ hơn hoặc bằng M rồi. Cùng lắm là nó bằng cái cạnh nhỏ nhất. Bằng cái lưới. Số đơn vị của cạnh nhỏ trong lưới. Thì nó không thể lớn hơn được. Ví dụ ở kia là 3 nhân 4. Thì nó hình vuông lớn nhất thì cạnh chỉ bằng 3 thôi. Nếu mà không nó vượt qua lưới. Thì không được. Thì ta hình dung ra công thức này rồi, sau này các bài khác trắc nghiệm ta cứ dùng trực tiếp công thức này thôi, cộng lại nó sẽ tương đối nhanh hơn. Ta xét cái bài toán hai là bài 4 trong đề thi thử số 8. Thì vẫn là đó, người ta chỉ hỏi tách ra là số hình vuông có cạnh bằng hai đơn vị trên hình vẽ. Thì bài này dễ rồi, dùng công thức luôn vào đúng không ạ, 4 trừ 2 cộng 1 nhân 3 trừ 2 cộng 1 bằng 6 hình. Phần này thì có một số đề thi thử của Archimedes, đề của Am, đề của ngôi sao cũng sẽ có dạng đếm hình như thế này. Và thầy sẽ cho chúng ta một cái phiếu sau khi mà thầy gửi cái clip này được cắt ra về cái bài đếm hình này. Thì thầy sẽ đưa thêm các phiếu bài tập. Đây là bài thứ ba, một cái bài toán đề thi của Lương Thế Vinh năm 2019-2020. Cũng là một bài tương đối dễ này, quen thuộc. Khi chúng ta đã có công thức là lý thuyết này rồi, chúng ta sẽ thấy quen thuộc, không bị rối nữa. Có tất cả bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ bên? Chúng ta sẽ đếm cho cái lưới này lưới bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là một cái lưới 5 nhân... Thế thì ta sẽ liệt kê từng dạng một thôi ạ. À. Lưới có dạng 5 nhân 6. Số hình vuông có cạnh bằng cạnh hình vuông nhỏ nhất sẽ là 5 nhân 6, 30 hình. Ok. Số hình vuông có cạnh bằng hai lần cạnh của hình vuông nhỏ nhất sẽ là 5 trừ 2 cộng 1 nhân 6 trừ 2 cộng 1. Bây giờ nó nhiều quá, ta không phải đếm nữa. Ta nhớ công thức.
Và lúc nó còn ít thì chúng ta vừa đếm vừa kiểm nghiệm công thức rồi. Các bạn phải nhớ công thức: số hình vuông cạnh bằng 3 đơn vị, số hình vuông cạnh bằng 4 đơn vị, số hình vuông có cạnh bằng 5 đơn vị là lớn nhất, không còn hơn nữa. Ở trên ta đã lưu ý rồi, cạnh hình vuông nó lớn nhất thì bằng cái số đơn vị trên cạnh nhỏ của lưới mà thôi, không thể hơn 5 được. 5 nó trùm ở bên ngoài lưới, đúng không ạ? Và có tất cả 70. Câu này chúng ta không nhớ công thức, không nhớ cách làm, mà ngồi mà đếm thì không đếm được 70 hình đâu ạ. Và thứ hai nữa là cũng không, nếu có kiên trì đếm thì cũng không có khả năng để đếm chính xác, sẽ bị lẫn. Đây là một câu trong đề liệt thi của Lương Thế Vinh. Câu này thuộc dạng câu vận dụng rồi, câu hơi khó, nhưng rõ ràng khi chúng ta thành thạo rồi thì không có vấn đề gì lớn. Tôi để một chút thời gian cho các bạn chữa vào. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Các bạn có thể xem lại toàn bộ video clip này. Tôi sẽ gửi lên sau. Do vậy chúng ta sẽ không dừng lại quá lâu. Ở đây trong một trường hợp đặc biệt, tổng quát lên, đó là ta chứng minh được khi lưới có số ô vuông là n nhân n cộng 1, nghĩa là một cạnh bằng n nhân cạnh n cộng 1. Ở kia là một cạnh n, một cạnh n cộng 1 ô. Ta lấy hai trường hợp là 3, 4 và 5, 6 ấy. Thì số hình vuông trong lưới sẽ là 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cộng chấm chấm cộng đến n nhân n cộng 1. Và nó bằng n nhân n cộng 1 nhân n cộng 2 trên 3 hình vuông. Đây là trong trường hợp đặc biệt. Nó là liên tiếp nhé. 5 nhân 6, 3 nhân 4, 9 nhân 10 chẳng hạn. Ta có thể tính theo công thức này. Tất nhiên là nếu nó không trong cái số này thì sẽ không tính như thế. Đây là một trường hợp đặc biệt, ta khái quát lên, nhưng trong một trường hợp đặc biệt là n và n cộng 1 ô thôi. Một trường hợp nó cách nhau nhiều, ví dụ như 5 và 7 chẳng hạn, thì vẫn phải tính nó cộng lại. Khái quát là nhiều quá thì các bạn không nhớ được. Đây, chúng ta sang một bài của trường Ngôi Sao. Giới thiệu bổng ngôi sao Hà Nội ngày 19 tháng 3 năm 2022. Hãy quan sát hình vẽ bên và cho biết hình thứ 222 có bao nhiêu hình lục giác. Ở đây người ta cho hình một đây ạ, à, có một lục giác. Hình thứ hai đây ạ, à, và đây là hình thứ ba, và hỏi rằng hình thứ 222 thì có bao nhiêu hình lục giác. Bài này thì để chúng ta một ít thời gian chúng ta làm đã. Rồi, thôi. 1.333 thì cũng không đúng. Bài này là một bài ta nhìn ra quy luật. Thực ra nó có hai vấn đề ở trong một bài toán này. Việc thứ nhất, như phần trước và phần này, nó đều có hai vấn đề trong một cái bài toán này. Một là yếu tố hình học. Hai là về mặt số học. Thì thường nó kéo theo với bài toán đếm hình này, là bài toán dãy số viết theo quy luật. Một cái chuyên đề về dãy số viết theo quy luật thì thầy sẽ làm việc với chúng ta vào một buổi khác. Đây là thường là như thế, ta phải nhìn ra quy luật của nó, nhìn hình phát hiện ra quy luật, từ hình học chuyển về số học, sau đó về mặt số học phải thể hiện được công thức và cách tính. Đây ạ, à, ta xét quy luật hình một thì có một hình lục giác. Hình 2 sẽ có 2 ở hàng thứ nhất, hàng thứ hai là 3, hàng thứ ba lại quay về 2. À, như vậy với n bằng 1 thì có 1 này, chưa ra quy luật gì, nhưng n bằng 2 bắt đầu thì ra quy luật rồi. 2 cộng 3 lại cộng 2. Hình 3 bắt đầu hàng trên là 3, hàng dưới là tăng lên 4, hàng dưới tăng lên 5, xong lại xuống 4, xuống 3. Như vậy tăng này bắt đầu là hình 3 này, 3 này, 4 này, đến 5, 5 là mấy ấy? 5 là 2 nhân 3 trừ 1. Ở đây đến 3 là 2 nhân 2 trừ 1. Ở đây có thể là từ 1 đến 1 nhân 2 trừ 1 vẫn là 1. Quay về 1 nhân 2 trừ 1 vẫn là 1 thì nó chỉ có 2 hàng thôi. Nhưng mà đây là 2 đến 3, xong quay về nó có 3 hàng, đúng rồi.
3 đến 4 đến 5 xong quay ngược lại. Đó, thì nó có 5 hàng đúng rồi. Như vậy theo quy luật đó, với hình thứ N sẽ có N cộng 1, N. N3 đấy, cộng N cộng 1. Đây, 3, 4, 5 đúng không? Đến 2N trừ 1, 2 nhân N trừ 1. Chỗ này 2N mọi người, 2 nhân N nhé. Vậy, bắt đầu lại giảm xuống dần cho đến N. Cho nên, cái này thì thầy viết tắt một chút. Để thuyết cho quy luật. Đoạn đầu từ 1 đến 2N trừ 1 sẽ là số đầu cộng số cuối là N cộng 2N trừ 1 là 3N trừ 1 nhân số số hạ từ 1 à, từ N đến 2N trừ 1 có 2N trừ 1 trừ đi N rồi chia cho 1 cộng 1 đúng không là bằng N trừ 1 cộng 1 là N. Vậy N nhân 3N trừ 1 trên 2. Đoạn sau này, từ 2N trừ 2 cho đến N. Đây ạ, bằng đại hình lục giác. Công thức này nó hơi phức tạp. Chúng ta có thể không cần nhớ công thức này. Nhớ cách thể hiện này. Và sau đó với hình thứ 222 thì sẽ có như này. 222, 223 đến 443 chính là 222 nhân 2 trừ 1. 443. Sau đó lại giảm dần 442 đến giảm về 422. Và ta cộng lại ra được 20. Tất nhiên cái này không thể cộng bình thường được. Lại phải dùng công thức. Tương tự như ở trên. Bằng 294.374 hình lục giác. Thì một bài toán đếm hình này. Như thầy nói, nó sẽ gồm hai mảng. Một là ta nhìn vào quy luật hình học để phát hiện ra quy luật về số hình. Cái này thể hiện rõ hơn cái bài trước. Hai là nhìn vào từ quy luật đó xây dựng nên công thức tính. Đúng không ạ? Đấy là hai vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Rồi, thời gian ít thời gian chúng ta ghi bài vào. Các bạn xem chưa? Đây, ta có đề thi vào trường Am này. Ta có đề thi vào Archimedes này. Và một số đề khác nữa. Đề của Lương Thế Vinh. Đề Archimedes, đề của Am. Thầy sẽ đưa lên file bài tập rồi chúng ta làm thêm.